Bài này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về vật liệu hai mặt gọi là Veray Two Sides. Để kích hoạt Veray Two Sides, các bạn bấm M trên bàn phím hoặc tôi bấm biểu tượng này. Các bạn tạo một view mới. Đây là vật liệu hai mặt, ứng dụng chúng ta làm vải vóc hoặc là làm các vật liệu đèn. Các bạn kéo ra. Vật liệu này sẽ dùng kết hợp với hai vật liệu khác. Chúng ta sẽ kéo Veray MTL. Tôi sẽ set cho vật liệu đầu tiên màu đỏ. Shift copy xuống và chúng ta set cho vật liệu thứ hai màu xanh để dễ phân biệt. Ok. Chúng ta lần lượt kết nối màu đỏ phần phông và màu xanh phần bách. Vật liệu trước và sau. Các bạn nhấp nút vào vật liệu này và kích hoạt phần này lên thì thấy rằng đỏ và xanh kết hợp ra màu tím để cho hai vật liệu này rõ nét hơn. Các bạn có thể nhấp nút phần này và cho phần này về đen để cường độ hòa trộn mà không. Tôi chọn đối tượng này, chọn rèn và gắn vật liệu ạ. Thì tôi thấy rằng ở đây chúng ta có màu đỏ và chúng ta render. Và phần còn lại chúng ta thấy rằng chúng ta có màu xanh ở vật liệu phía sau, hoặc là chúng ta nhấn phím C trên bàn phím và chọn camera 2. Ok. Đây là cái nhìn từ ngoài vào. Chúng ta render lại để thấy rằng phần ngoài có màu xanh và phần trong sẽ có màu đỏ. Đây là ý nghĩa của vật liệu hai mặt. Vậy vật liệu này ứng dụng thế nào khi chúng ta làm rèn? Đây là một vật liệu khá đặc trưng, nó có thể cho chúng ta cảm giác ánh sáng đi xuyên qua. Vì vậy, tôi đặt thêm một cái đèn. Các bạn chọn Vela, chọn Play, kéo từ ngoài vào. Chúng ta dùng lệnh di chuyển. Và đối xứng cái đèn lại. Ok. Cường độ ở đây là 30. Tôi để mặc định. Và chúng ta render test thử. Để làm rèm đẹp, chúng ta nên kích hoạt vật liệu một mặt thôi, không cần cả hai mặt, trước và sau. Các bạn nhấn M lên. Ở đây, tôi bỏ dấu check này đi. Nếu bình thường, tôi render các bạn thấy rằng ánh sáng vẫn chưa đi xuyên qua, màu đỏ vẫn hiển thị nguyên giá trị. Còn bây giờ, tôi sẽ bỏ phần màu đen và chuyển thành màu xám để hòa trộn các vật liệu lại. Các bạn nhấn M lại. Và tôi kéo phần này. Kéo càng cao ánh sáng sẽ xuyên qua càng nhiều. Tôi ok. Bây giờ chúng ta cùng nhau render lại. Xem cường độ ánh sáng có xuyên qua hay không. Tôi thấy rằng ánh sáng có xuyên qua nhiều hơn và phần này tôi thấy rực hơn. Thậm chí nếu mà các bạn muốn ánh sáng xuyên qua nhiều hơn nữa, chúng ta có thể kéo thông số này cao lên. Và tiếp tục render tiếp. Thông số càng nghiêng về trắng thì lượng sáng sẽ xuyên qua làm càng nhiều. Trông nó ảo hơn rất nhiều. Đương nhiên chúng ta có thể thay đổi. Cho vào đây một map hình. Các bạn nhấn nút vào vật liệu thứ cấp màu đỏ này. Bấm ô nhỏ phần diffuse và chọn bitmap. Chọn tấm hình ở đây. Bây giờ tôi để mặc nhiên đối tượng này về đen. Ok. Đèn bây giờ chúng ta có thể tăng lên khoảng 150. Và đây lên lại. Với màu đen thì ánh sáng vẫn chưa đi xuyên qua tấm rèm chúng ta. Tôi cố tình thực hiện lại để các bạn nhìn thấy và quan sát dễ hơn. Vật liệu chúng ta như còn nguyên 100%, ánh sáng chưa đi xuyên qua. Bây giờ chúng ta kéo thông số này lên. Càng nghiêng về trắng nhiều thì vật liệu xuyên qua càng mạnh. Chúng ta ok và lên lại. Đây là vật liệu làm rèm rất phổ biến và trông rất đẹp và thật. Chúng ta tăng quá cao, vì vậy lượng sáng xuyên qua quá nhiều. Vì vậy thông số này các bạn nên test vừa phải và chúng ta không dùng quá lạm dụng. Có thể tôi dùng đến đây, ok. Và đồng ý với kết quả này. Rèm ở giữa chúng ta sẽ cho màu khác đi.
các bạn cứ ship copy xuống luôn. Rồi, kéo hết và cứ ship copy. Ở đây tôi đổi map khác. Ví dụ như màu cam này. Và trên này Velocity size tôi cho đối tượng này ánh sáng xuyên qua vừa phải thôi. Và dưới này chúng ta cho đối tượng ánh sáng xuyên qua nhiều hơn. Ok, đóng lại và render. Chúng ta thấy ngay rằng đối tượng đây chúng ta tăng quá cao, chói, nhìn không còn chi tiết nữa. Còn hai bên rèm này thì thực sự rất đẹp rồi. Các bạn nhấn M lên, tăng vừa phải phần trắng này thôi. Và tiếp tục render test lại. Thì đây là vật liệu chúng ta dùng làm rèm, hay các đối tượng vật phát sáng, những đối tượng đèn dùng vải và phát sáng xuyên qua, trông còn khá sáng. Các bạn có thể tăng giảm thông số này cho hợp lý.